Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của Miền Tây Life. Thì nhân dịp tháng 7 và rằm lớn như thế này á, thì mời các bạn cùng mình đi tham quan một vài cảnh chùa ở cái bè Tiền Giang nhé. Và ngôi chùa đầu tiên là chùa Phụ Châu. Nhìn chung thì ngôi chùa này vẫn để đang là xây dựng lại, nghĩa là khi dựng ở khúc bên kia, khúc này như đang là dỡ bỏ. Khuôn viên ở này cũng rất là đẹp nhé, cái cây đó không biết là cây gì, nhìn nhìn cũng rất là đẹp. Ở đây là bãi cỏ vẫn còn đang xây dựng lỡ dở. Bên đây chúng ta thấy là cảnh rất là đẹp, cây bông trang, đây là bông trang, đây rất là, đây còn lót đá nữa, đẹp, đây rất đẹp và rất là mát. Hàng rào á thì nó cũng có, rồi cái này gọi là gì nhỉ, nhìn cái cây nó bám vào tường luôn đúng không? Đúng rồi, cây này nó bám vào tường, mình không biết cây này cái gì nên bám rất là đẹp. Mình nghĩ là sau này mình sẽ xin một ít này để về để mình trồng như thế này để nó bám vào tường, nhìn cho nó đẹp và nó đỡ dơ tường nữa. Một cây mai mới trồng. Cái lá này nó quấn xung quanh cái cây này luôn, nhìn đẹp vãi, rễ nó bắn chằng chịt, bắn leo lên tới trên luôn. Không biết là cái này gọi là lá gì nhỉ, cây cao. Nhìn chung thì khuôn viên ở đây thì nó rất là rộng, nhưng mà cách trang trí cũng như trồng cây thì nó thực sự là chưa hợp lý cho lắm. Mình nghĩ là sau này sẽ làm lại cái phần ở dưới đây cho nó gọn gàng hơn, hợp lý hơn. Nhìn cứ như là cái trọng đại trọng thí vậy đó. Nhìn những cái khuôn viên ở ngoài đây là rất là rộng, mình sẽ vào thử bên trong đó, hình như chưa xây xong. Cái cổng ở đây toàn là tiếng Trung Quốc, Phải không nhỉ? Hay gọi là tiếng Hán Việt nhỉ? Có thể là tiếng Hán Việt. Ở trên này nhìn xuống khuôn viên rất là đẹp luôn á. Đây có những cái sài cổ rất là to, gốc của nó khủng khiếp. Mình không thấy trái, không biết nó có trái không nữa. Rồi, mình sẽ vào bên trong mình xem thử nhé. Này rất là mát luôn á. Những cái tượng ở đây nó đặc biệt hơn cái chỗ nãy lúc nãy mình đi á, là nó làm bằng gỗ nha. Bằng gỗ, mình thử phải bằng gỗ không nhỉ? Gỗ. Và điều đặc biệt ở cái chùa này á, là những cái ông Phật này á, đều làm bằng gỗ, đa số là làm bằng gỗ, nhìn rất là đẹp và rất là, nói chung là nhìn rất là ấn tượng. Vì thường những cái chùa khác thì họ làm bằng tượng bằng bằng đất sét là nhiều, ít có chỗ nào làm bằng gỗ, hoặc là có nhưng mà chỉ có là một hai tượng là bằng gỗ thôi. Đây cái bình này, hoa văn rất là đẹp. Những tượng bằng gỗ rất là đẹp luôn á, đẹp khủng khiếp, quá đẹp. Phía bên này thì cũng có một tượng Phật ngồi trên con voi, hình như là Địa Tạng Vương Bồ Tát thì phải, bằng gỗ rất là to đẹp. Đây là tượng Quan Bồ Tát cũng bằng gỗ luôn.
nhìn tượng bằng gỗ nhìn rất là chắc. Lúc nãy thì mình vào mình nghĩ bên đây là đang dở xây dựng, nhưng bên đây không phải, bên đây là cái xưởng gỗ. Không biết là cái xưởng gỗ này với cái chùa bên đây là có liên hệ gì không, nhưng mình nghĩ là những cái bức tượng ở trong ngôi chùa này là do bên cái xưởng gỗ này tạc, nghĩ là vậy. Ta sẽ dạo một vòng ở khúc sau phía này một tí nữa nhé. Đi đâu rồi? Không đi đâu. Đi. Cảnh thì đẹp mà nhìn nó cứ hơi lộn xộn làm sao á. Các bạn lưu ý đi ở cái chùa này, những cái cục đá này đi rất là dễ chặt chân nha. Thì nó nhô lên một tí, đi các bạn để ý một tí, không đi cái là chặt chân á. Phía sau này thì có những cái tháp nhỏ như thế này. Cái tháp này giống không biết là gì nha. Tháp này giống của người Chăm. Ở trong mình như cũng có tháp giống như này, nhưng mà hình như nó màu khác thì phải. Vòng qua bên kia một tí, chúng ta sẽ đi lên cái tượng Phật Quan Âm nằm ở giữa cái ao đó. Đây cái tượng Phật Quan Âm này. Bắt cái cầu giả gỗ nhìn rất là đẹp luôn á. Đây thấy không, đẹp ghê chưa. Sau khi viếng cái tượng Phật Quan Âm này nữa thì chúng ta sẽ đi qua cái chùa khác nha. Bên đây cũng có một cái tháp nữa nè. Chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.